quý vị chú bác nha. Điệp gửi lời thân thương chào đến các anh em nông nghiệp và fan của Điệp luôn. Hôm nay Điệp đi lấy ong, đống cây đó cũng hồi cao ở đó nó đó nha. Và hôm nay đó ong nằm nửa màn hình đó. Cái cây đó cao cho bá lửa luôn. Hôm nay thì Điệp đi săn cùng với người quen thuộc á cả nhà. Điệp chở đi lại gần nha. Đây. Chào cả mọi người nha. Đó. Giờ Điệp chở đi lại gần. Giờ đang chỉnh ống quẹt rồi, bây giờ Điệp bắt đầu Điệp lên Điệp hút tổ ong nó này cái coi. Đi ngang đường mương nó qua cây đó hồi cũng hơi khó. Này Điệp chở đi lại gần đây. Nước ngập quá. Ủa nó lúng sâu. Lội nó tới cái háng luôn kìa. Mới hàng ổ đầu tiên cả nhà ơi. Tuy nhiên anh mới chặt cái cây này, anh lấy ra cho Điệp nè. Cây nào ta? À, cây này. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Phước mặt mày cho con xin một miếng mật ong nha. Rồi, lên cả nhà ơi. Bệnh chưa hết. À, mình ấy ướt nhẹp. Biết có ông bằng không nữa. Cái này gì mà si huynh nào leo đó về đinh nè. Hồi trước nó có về, giờ nó về cái kèo cũ cả nha. Leo cái dấu đôi giày đinh. Đây. Mới nhảy chân. Ồ, kiến vàng. Chín người mười ý. Anh em nào leo tay được leo. Leo giày đinh được leo. Ông này thấy cũng mới về. Giá cho được một miếng mặt đi. Rồi đó cả nhà, 7-8 mét rồi đó. Cái mình tôi ông ơi, đốt luôn, gian cái hiện cái báo đời nữa. Rồi lên. Lần nó cũng mới về. Có mặt cơ mở hàng được nửa lên lít mặt cơ bà cậu ơi. Cao quá cao rồi. Tụi ông mới về rồi. Nói nha. Đung còn đung đưa quá. Cháy lên cái coi. Lên đi nha, tụi ông mới về sáp trắng rồi. Qua. Con ra đi cho con xin một miếng mặt. Có mặt cái coi, có mặt cái coi bà cậu ơi. Bây giờ chúng nó hay. Con mới về trời. Chúng gì trên đầu của ta? Ui, nó bay nhiều gì.
có mặt cả nhà ơi. Hên. Có à, anh ơi. Hả? Có. Có mặt mà không quay được cả nhà xem. Đây nha. Đây thì mình đi một chút xíu cái. Mặt cũng sáng ánh vàng tươi à. Đó. Không có chồm tay được ở bên kia. Mặt. Rồi cũng được miếng nha cả nhà. Thì cắt một cái được. Nhánh này được chồm thì cắt cũng hơi khó ha. Quá cháy mà nó không cháy được ở bên đây. Được một chút xíu mà sắp trắng. Cũng được cả nhà ơi. Được trời, trời Phật cho nhiêu thì mình ăn nhiêu. Đâu có đòi hỏi gì nữa, cái gì đâu, đòi hỏi nữa cũng đâu có đâu. Ồ, mặt sáng ánh cũng dần tươi cả nhà. Cái này còn pháo hoa. Chỉnh miếng này. Quá ngon lành, cũng được nửa sỉ mặt thầy ca cả nha. Nửa sỉ á. Nó không có được nhiều. Rồi. Bây giờ được nửa sỉ mặt rồi, còn miếng hoa nó điệp chỉnh cái. Điệp úp máy nha. Khi nào gặp tổ nữa quay cả nhà xem ha, mấy hàng tổ đầu tiên có mặt là được à. Không được được nhiều. Leo mệt mà có nhiêu đây. Đến đây thì gặp tổ ong nữa đó cả nhà, nằm nửa màn hình đó cả nhà. Đó, cục đó đó. Nằm nửa màn hình á, hết biết tổ ong lớn cả nhà ơi, mà đóng nhánh nhỏ quá. Điệp thấy có cái đầu mặt đấy. Không biết sao, sáng hồi sáng giờ bị si huynh guồng quá. Nhiều tổ lắm lắm á nha, à, bị si huynh guồng trước chân à. Ủa sâu sâu dữ vậy. Ủa, cái cây nè. Cây nhìn muốn bệnh luôn á. Rồi lên nữa nha. Mô Phật ông bà cho con ông thằng bà gừng gì đây. Cũng xin một miếng mặt à. Ủa cái cây này muốn mục à. Bắt ổ tiếp theo à. Lên như chăn cái tổ ong luôn à. Trơn quá ta. Cao quá. Không lớn má ơi, biết tôi không lớn rồi, hết biết cả nhà ơi. Quá trời hết biết tôi không lớn rồi, không lớn hết biết không. Mệt trời, bự má gặp quá trời.
điệp cho khói, điệp cho khói lên cái. Có mặt cái đi. Nhánh này ghê quá. Có mặt coi. Có mặt. Quá trời cục mặt rồi. Cha mẹ ơi cục mặt. Cái nóng lạnh nè. Nhánh này bự quá. Ui, cục mặt. Ui, ông bà ra đi ông bà ơi. Tôi xin một miếng mặt. Quá trời cục mặt. Ui, chảy mặt. Ui, chảy mặt rồi, trúng cái tay chảy mặt rồi. Điệp review cái cho nhà xem cái mới được. Điệp chòm nha. Mặt này quá đã không cả nhà. Chảy mặt này nè. Ui, cái mặt bự. Bên này nữa nè. Hết biết rồi. Điệp hội khỏi khối ra. Mặt này quá đã. Bự lắm nha. Giờ điệp cắt nha, điệp chàng tay nó không được nữa nha. Ây da, nóng quá giò à. Ây da, nóng. Nóng quá nha. Điệp máng ở đây, nhẹn cái ở đây đi. Giá cho nó đừng có gớt nha. Gớt một cái con ở trên này luôn chứ con không có dám xuống đâu. Quá trời cục mặt. Điệp không có nằm quay được nha nha. Điệp không quay tròn được. Điệp cắt xuống thì quay hình quả. Nhánh nhỏ quá. Quá đã nha ơi. Hù cục mặt. Hù đã quá. Khó quá vậy. Ui, dở rồi. Này sát. Nhục này. Quá trời mặt đá. Chỉnh. Ui, của mặt. Ông với bà cho ông xin một miếng mặt. Ông bà nó cắt nó đi con. Thấy con leo cực khổ quá. Cảm ơn ông với bà. Mà không biết để vừa cái bọc đi hai đứa hay không nữa. Nhánh ghê quá chị Quỳnh ơi. Ghê quá chị Quỳnh ơi. Dơ tài. Hên quá. Vừa lúc vừa. Vừa. Quá đã rồi. Điệp không có bỡ tay được. Chơi mày luôn, nằm mày luôn. Cục mặt bự rồi. Nãy biết chỉ nằm gì thì điêu cho cả nhà xem luôn. Cục mặt bự rồi. Ha mặt luôn à. Không nghĩ đến cái chuyện gì nữa chứ. Chỉ biết nghĩ đến cắt cục mặt này kiếm tiền. Vậy thôi. Ui. Các con tôi có sữa uống rồi. Cảm ơn ông cậu bà cậu. Lắc, lắc, lắc. Vì các con là nguồn sức mạnh vô biên của cha. Cô dì chú bác ủng hộ cho cha. Để cho cha có thêm chút kinh phí nữa. Đây có tiền mua sữa cho các con nè các con ơi. Các con nữa lớn lên nhớ cảm ơn ông bà cô dì chú bác nha. Đăng lên clip của cha. Cô dì chú bác ủng hộ ở phương xa ủng hộ clip nè. Nên cha có thêm chút gia doanh thu từ YouTube nữa nãy. Quá đã cục mặt rồi cả nhà ơi. Má ơi cục mặt này. Hai lớp mặt cả trời. Ui.
Điệp ở hai tay luôn, nó dài nè. Nhà có mặt sáng ánh vàng tươi không? Đó. Quá đã, con mặt cái dài bự. Điệp lặt qua bên đây luôn. Chơi luôn, con mặt bự rồi. Đến đâu hay đến đó. Ui ui, nó đã cái nhà ui. Ui ui, nó chảy mặt đi ra nè. Nè, chảy mặt cái sáng ánh nè. Ui ui, đến đây cái quay cho cả nhà xem cái nè. Ui nó bự cái nhà ui. Quá bự rồi. Hai lít mặt. Khử đang miếng phóng hoa. Còn đây miếng. Ông bà ơi ra đi. Con chừa lại chút mép, cái mép dưới rồi. Đã quá. Mới leo cái cây nãy chừng được chừng nửa xị mặt. Bù lại. Ông bà ơi. Mặt này bự quá. Vô. Ui chiếu rồi tạm đi. Vô bọc nữa thì chắc ăn. Lỡ nó có lủng nó cũng còn. Còn bọc. Đã quá. 2 lít. Bù cái kia qua luôn. Quá đã. Xuống cả nhà ơi. Leo cái cây nó cao, nó cực khổ, cao lắm nha. Nè, đó. Quý vị chú bác coi nè, cái thằng cây kìa. Lên có khoảng cả chục mét, 12 3 mét luôn. Quá trời, được cục mật ong đã rồi. Cái nhánh của Điệp đứng nè, nhánh nhỏ xíu à. Nửa cầm tay Điệp á. Hơn nửa cầm tay à. Tụi ong này nó còn đẻ nữa, nguyên cái dãy này nè, còn một gang tay, hai gang mấy tay. Khúc này chưa có con, còn đẻ dài vô nữa. Ừ, đẻ dài đi vô đi. Tha cho lắng láng. Mai mốt hên thì Điệp bắt, còn không hên thì các anh em khác bắt. Này nghe nha, nhớ nghe không báo ơi. Báo bắt nữa, báo chừa đi lại đi nghe báo. Có thằng bạn tình báo theo dõi video của Điệp nó cắt hoài à. Nói chung là ông gừng này không phải là của riêng Điệp. Nay nó thẳng luôn. Hồi nãy anh em mới gặp ngồi nói chuyện uống nước luôn. Mà chơi gì chơi theo dõi video. Anh Nhiên là anh chửi hoài à. Mày làm ăn cái kiểu gì? Đâu phải là cái mày đi kiếm tổ mới mày bắt chứ. Mày đi theo dõi video người ta mà mày cắt không à. Anh Nhiên là anh nói gì đó. Mà nó không có nhột. Mình thì mình ở phương xa mình không dám lên tiếng. Anh báo ơi cắt vừa lại cho em nghe anh báo ơi. Nè. Nào anh báo lên nhớ không? Cái nạn khô này nha. Đó, cái nạn khô này em bẻ nhánh này nha. Còn vú tốt nhọn bẻ xuống đi nó. Anh nhớ không? Đến nhìn gốc là biết rồi chứ cần gì leo mà không nhớ hả Điệp. Báo nó nói gì đó. Chọc chơi nghe nha. Thì anh em nói chung là có sao Điệp nó gì. Vô. Không biết hay không rồi lại hỏi Nhiên à. Nhiên ơi. Nhiên. Cắt cái tổ này coi. Giờ thằng báo nữa nó theo dõi video nó vô nó cắt lần hai thì sao? Hả? Cởi nó hả? Ngày nào á thằng báo này. Anh Điệp ơi hôm nay có lên gừng chưa? Lên gừng đặng mà quay video. Nó hỏi anh Điệp ơi, hôm nay anh Điệp có lên gừng chưa? Có lên trên chỗ anh Nhiên chưa? Họ hỏi gì? Cho anh bắt anh quay video. Ờ đâu móc ra quay hình quả cục này cục kia luôn, cục kia nó ở trong kia anh. Tổ này với tổ kia là hai tổ là mình mừng rồi. Thánh không à? Thánh không à? Anh Nhiên nó thánh không à? Thì không thánh rồi được. Ở gừng này của thiên nhiên mà. 2 lít không. Quá đẹp. Em không chùm tay quay nó quay được. Nhánh nhỏ quá. Cục này được nửa xi mặt ha. Ổ bự mà nhỏ. Đâu anh cầm hai cục đi lên coi so coi. Con voi nó với con gì? Con chuột lắc. Chuột lắc. Quá đã cả nhà. Nói chung là mừng nha. Nói chung là gừng này gừng thiên nhiên chứ không phải là gừng của Điệp mà cũng không phải gừng của anh em. Vinh đệ hay lắm mọi người ơi. Mà có một cái là Điệp giao à. Điệp cắt rồi, giao trong đó đó anh. Điệp cắt rồi cái anh em cứ địa. Thằng báo nó hỏi anh Điệp ơi hôm nay anh có lên gừng chưa? Nó hỏi có gì báo. À, anh quay video chứ hổm gà em thấy anh đăng không có mặt gì anh đăng rồi ông vẽ không? Với anh bắt cái tổ ở quê anh gì đâu mà em nhìn thấy không có mặt gì trơn với tổ chạy kèo ở quê của anh gì đó báo ơi. Đâu có mặt nó đâu cưng.
với lên gừng mới có được cái tô bự 1 lít ngoài, 2 lít mặt khi 2-3 lít. Anh báo nó hỏi như vậy đó. Anh Điệp ơi, anh có lên gừng chưa? Tới công chuyện với nó thiệt. Rồi, nè. Lần 2 cưng có cắt được thì cắt, anh nói chơi thôi. Đó, anh cắt dao đầu rồi đó. Lần 2 là mặt lơ mơ cải này với nhiều hơn nha. Mà cưng để từ nửa tháng nha. Nửa tháng 15 ngày, không phải là 18 ngày cho đến 20 ngày nha. Cưng hạ cắt mới được vậy nha. Nhưng mà chỉ mới có một tuần lễ cưng quay lại cưng cắt cũng không có được đâu nghe báo. Tần nó quay lại còn cái cây đắng. Vậy? Tần nó quay lại không mà còn cái cây đắng á. Hôm nay quên phải nay bật máy lên quay một báo động nhẹ cái ha. Thôi Điệp cũng nói chơi với anh em, nói chung là vậy. Điệp gửi lời chị ăn chúc đến quý cô dì chú bác anh chị em á khắp mọi miền đất nước á, mua tối xem biết Điệp luôn dễ hạnh phúc nha. Nói chung cũng dần đi dần lại được hai lít mặt nha ơi. Đó, anh em cũng trải nghiệm đó. Giờ Điệp nói là chị tay nha, bye bye cô dì chú bác anh chị em nha. Thì anh em cũng khịa với nhau cho nó vui mà. Leo cây kia nãy có một chút xíu à, leo cây này được nhiều bù lại. Rồi cả nhà có nhu cầu á, mua chấm lương, mã trăng, mà ông gừng hay là con rẻ, nhưng ông rẻ xin liên hệ trên góc phải video màn hình của Điệp, có số điện thoại của Điệp là 0908 765 334. Rồi Điệp chào cả nhà nha, hổng gầy Điệp bệnh chưa hết. Thôi, tính hước tính hò mà thôi. Điệp bye bye cả nhà nha. Bye bye cả nhà nha. Chúc cả nhà một buổi tối xem clip vui vẻ nha. Rồi. Dạ hai năm được video là ngon rồi. Chị bật máy nha. Đi săn tiếp. Cả nhà đón xem video tiếp theo từ đây tới chiều nha. Rất là dắt chưa rồi.